Mì Quảng riêu chương. Cho anh làm tô mì Quảng riêu chương nha mọi người. 30k đó cả. Mì Quảng riêu chương ở Đắc Tô con tôm nha. À là không có đầu hả? Có đầu hả? Có đầu không ta? À, đó đây. Còn sẽ làm cục chương. Mọi người ăn chương này. Có đã đó. Cầm luôn. Cục chương nó mới đã. Đây là được 3 cục chương một miếng riêu rất to. Mở cho cha thì không nó dính bật quyết. Nhà thì dính bật quyết. Mẹ cho kìa, mẹ cho mâm mâm này. Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Cho ba miếng thử. Mềm giòn luôn á. Quá ngon. Ngọt mềm lắm. Ba đẹp thổi hình khi ba. Cái ăn hết tô là một người lớn luôn đó mọi người. Cái bữa này là cái 44 kg đó. Người ta cũng bị bình dọn à. Sao cái mập thế? Ăn đi, ăn mỡ đây, ăn mỡ đây. Ăn mỡ đây, ăn mỡ đây, ăn mỡ đây. Ngon không con? Nhiều thịt bào mập á. Nhưng mà 30 cái à. Đó thịt nhiều chứ. Úi dồi. Nó rời ra luôn mà. Này. Thứ nào rời ra thì gắp bỏ vô. Vào trong nào? Vào đó hả? Riêu nữa kìa. Đây. Còn một miếng riêu này nha mọi người. Ai của cái tóc ấy? Không quá anh dễ. Đang làm dính bệnh quyền. Dính bệnh quyền. Đó là hành nha. Con ăn rau không? Vào ba lấy rau cho. Đây, một cục chương đã ra đi, Ken đã ăn ra đi luôn. Còn ba cục mà. Ăn đi mở cho, ăn đi mở cho. Mềm không con? Mềm á. Ngon. Con đã mai ba dẫn đi ăn nữa. Ba mày hội hành chưa? Cái ba. Tập cơ vui. Là ban riêu với là bò nạm. Mọi người nhìn ăn ngon nha. Con biết đây là chương gì không? Chương bò. Nó heo đó nha. Bò cho trâu làm việc có trâu đó. Cái nước ngủ thật. Kéo phải đi ăn sáng nữa, kéo đi ăn sáng mới đang mua chứ để người ta về rồi nha. Này kéo đi ăn sáng mới đang đi về rồi, ăn xong về rồi. Ăn xong là ăn, tí nữa thằng Đức cái đem lên cho. Bà nội cho á. Không có rau lan thôi à. Có rau lan thôi à. Rau lan, rau mồng tơi con ăn này thì bà hả đó. Rau lan, rau mồng tơi. Mồng tơi đâu có. Tí bà đây bà hả cho, đầy gì vậy. Ăn mồng tơi không, tí này không lên hải cho. Quá ngon. Tôi mới được nửa tô. Để anh bông đi hải mồng tơi cho. Không cần đưa tiền đâu. Bà, hả, không cần đưa tiền đâu. Có mấy bỏ, bà đấy. Mấy bỏ để ăn chứ, không cho tiền đâu nghe.
Tí nó đưa lên thôi chứ đừng đưa tiền nhau đất chi. Chứ hôm qua gọi làm chi nữa. Anh mở cái khác. Đây à? Đi. Đây. Đi. Con đi luôn. Con đi luôn. Chừng mà đi ra đi với. Đi xe đo hả? Dì mới gặp chị mới, em gặp. Hả? Để mở ra. Không, ba mở ra. Để làm mẹ. Không, ba đại hội mà. 31/1 Ý là chừng có cưới nữa nè. Chừng có đám cưới nữa. Chừng có đám cưới nữa. Chừng có đám cưới nữa. Bye. Rồi bye rồi. Nhận hết một tô rồi mọi người. Ô, hết rồi hả? Riêu hết rồi. Kìa chứ còn kìa con hút nước ngọt lắm. Trường bỏ vào trong đây luôn. Còn nước không là trần hút luôn. Để mà đi thì em đi xe, em mình đi xe khách thứ hai, mấy đứa em đi xe đo, xe người hiện tại thôi. Mấy đứa chứ đi chứ lắm. Thôi thôi thôi, vậy đừng ngờ ngỡ nè. Còn lo việc của mình đi. Làm đi mà làm cho khổ rồi cho mệt. Ba má. Bê được khái bằng ngày. Ba có đi làm? Không. Ba tuần sau là ba bệnh rồi. Cái bài chủ nhật tuần. Chỗ cho mẹ đi. Ừ. Cái bài chủ nhật tuần sau rồi. Tuần này. Đi thì chịu nhẹt được ai nữa. Vợ chứ. Hai mẹ con mấy thằng Ken nữa là được rồi. Con ngồi chung với anh tới. Từ ở nhà, từ lo ở nhà chứ. Anh đây có, nhà đi. Để mấy chị cho anh đúc. Để lại mấy chị. Hôm nay mày là 21 à? 22 thôi. Ngọt quá. Còn bây giờ Ken ăn hết mấy quả là còn thương. Ken phải cố gắng gặp thứ hai, thứ ba. Ở lại luôn. Anh ở khách sạn. Khách sạn 5 sao. Ba chín lợn. Mua xuống đi. Cạp hay cái nắng cạp được à? Hai cái cụm cho ba. Ừ. Con ăn đi, đây nè, đây con thịt nè. Thôi đừng ngon rồi. Cái thằng ăn này hết hai cục này nữa mọi người. Cho ba mình. Cái để là cái xương cho ba thôi. Cho clip ăn mì quảng riêu xương bò. Đến này là kết thúc nha. Mọi người nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại mọi người nha. Tạm mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo nha. Mì quảng trương bò nha. Chào đặc tôm. Con tôm. Cái nói gì với mọi người không cả? Nói mọi người như thế nào nha? Nói like. Con có ngon à? Mì quảng siêu trương bò ngon à? Rồi tạm biệt mọi người. Bye bye mọi người đây. Hẹn gặp lại mọi người. Ken còn vớt mấy cái nhỏ nữa.